tiếp theo tập trước chúc cương tiên vương giải thích đương nhiên không phải ta và tần nam là kẻ thù sống chết nhưng trước khi ta giết chết hắn nhất định phải lấy dị hỏa cường đại trong cơ thể của hắn hơn nữa tần nam trước đó không phải có được rất nhiều trí bảo hay sao lẽ nào các vị không muốn đoạt lấy trí bảo trước rồi mới lấy mạng hắn ư chúc cương tiên vương quay sang tần nam nói tiếp tần nam tiểu hữu nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra dị hỏa trong cơ thể lát nữa ta có thể cho ngươi được toàn thây tần nam kinh bỉ đáp lại chỉ dựa vào ngươi sao cho dù ta chủ động nhường dị hỏa nó cũng không nhìn chúng ngươi đâu Chúc Cương Tiên Vương nghe xong nổi điên lên quát: "Ngươi, chết tới nơi rồi còn cứng mồm." Chúc Cương Tiên Vương lấy ra một con độc trùng rồi quảng cáo: "Hôm nay, ta cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Trong lòng tên này thầm nghĩ: "Hư đợi phệ hồn trùng diễm này tiến vào trong cơ thể của ngươi, ngạm nhấn từng chút linh hồn của ngươi, xem ngươi còn cứng mồm được không." Nghĩ xong, Chúc Cương Tiên Vương phóng con phệ hồn trùng diễm về phía Tần Nam. Tần Nam lúc này trông thấy bản thân Lâm Nguy, hắn định sử dụng con át chủ bài. "Nếu các ngươi cứ muốn ép ta vào con đường cùng, vậy thì đừng trách ta chôn các ngươi tại đây." Tần Nam bắt một cái pháp quyết rồi đưa ra quyết định. Sự việc tới lúc này cũng chỉ có thể thúc giục chiến thần ấn ký. Lúc này có một nữ nhân nở nụ cười khinh bỉ nói: một đám bá chủ cái thế bắt nạt một thiên tiên, thật khiến người ta cười rụng răng. Nói rồi hàng loạt đăng quang được phóng ra, lập tức phệ hồn trùng diễm bị cắt ra thành từng khúc. Sau đó nữ nhân này bay ra, khoác lấy vai tỏ vẻ thân thiết. Nữ nhân này là nhân đao trí tôn, tiết mộng rào. Cô ta ghé vào tai Tần Nam vui vẻ nói: Tần Nam tiểu hữu lâu rồi không gặp. Lúc này một tên bá chủ cái thế hốt hoảng kêu lên lẽ nào ngươi là nhân đao trí tôn đại nhân trúc cương tiên vương thấy thế lập tức cung kính hành lễ với Tiết mộng giao tham kiến nhân đao trí tôn đại nhân Tiết mộng giao vui vẻ nói không cần khách sáo nhân lúc này tâm trạng của ta đang không tệ các ngươi hãy biến đi nói rồi Tiết mộng giao lập tức tỏa ra uy áp đe dọa mấy thằng kia nghe xong đám trúc cương tiên vương cổ tình tiên vương đều giật mình đánh thót một cái sau đó chúng nó tỏ ra do dự nó với nhân đao trí tôn Tiết mộng giao cái này tuyết mộng giao miệng thì cười nhưng tâm không cười hỏi sao hả có vấn đề gì à chúc cương tiên vương cung kính hành lễ rồi nói nhân đao trí tôn đại nhân tên này đã giết rất nhiều tộc nhân của tộc lộng diễm bọn ta còn giết chết trưởng lão hạch tâm của chư vương cổ đạo bọn ta nghe xong nhân đao trí tôn tỏ ra mất kiên nhẫn nói đã nể mặt rồi mà không biết điều ai cho các người lá gan đối xử với tiểu phu quân của ta như vậy tần nam vừa nghe xong đã phụt cả nước miếng ra ngoài mấy đứa ba chủ cái thế lập tức há mồm trợn mắt kêu lên phu 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 quân ư tần nam bên này cũng đần mặt ra thầm nghĩ ơ ờ, hai chúng ta có mối quan hệ này hồi nào chứ Trúc Diễm lúc này cũng phải giật mình. Tần Nam vậy mà có quan hệ đạo lữ với đại lão cấp bậc cửu thiên chí tôn viên mãn. Lúc này cả đám bá chủ cái thế đồng thanh hô lớn, làm phiền rồi cáo tử. Thế rồi cong đuôi bỏ chạy với nhau một lượt hết cả. Tần Nam bên này cắn chặt hai hàm răng hỏi, này này, không phải chứ? Bọn họ tin lời nói dối của ngươi thật à? Tiết Mộng Giao làm bộ giận dỗi hỏi Tần Nam, sao ngươi lại có dáng vẻ bài xích vậy? Dù sao có thể tạm thời giải quyết rắc rối của ngươi, ngươi nên vui chứ? Minh Vong nhìn Tần Nam rồi nghĩ, đúng thật là tên tiểu tử này có phúc mà không biết hưởng lúc này, tần nam đang long lắng nóc nhà của mình đổ xuống. nếu diệu diệu biết chuyện này, chắc chắn sẽ không vui. tiết mộng giao than thở, ngươi đúng là một kẻ si tình. kẻ si tình ngươi thu thập thiên tài địa bảo cấp bậc tiên phúc tới đâu rồi? tần nam trả lời, ta đã tìm được toàn bộ rồi, nhưng vẫn cần năm cỗ thi thể của cửu thiên trí tôn. tiết mộng giao lại hỏi, thế nên ngươi mạo hiểm tới khu trong cùng của lục hợp cấm khu, muốn đợi những cửu thiên chí tôn đó chết. sau đó ngươi đi lượng nhật à? tần nam nghe lời này của tiết mộng giao lập tức xác nhận, không sai. tiết mộng giao tỏ vẻ bất lực nói hết cách rồi ngươi đã đắc tội với quá nhiều người chỉ một chút bất cần ngươi sẽ chết ở trong nơi nguy hiểm này vậy nên ta đi cùng với ngươi nói rồi nàng ta nháy mắt với tần nam một cái tần nam giật mình kêu lên hả vậy vậy thì làm phiền ngươi rồi minh vong lúc này thúc giục tần nam tần nam ngươi còn ngây ra đó làm cái gì mau luyện hóa cái cột màu tím này đi tần nam lúc này mới để ý đến cái cột màu tím thế là hắn tán thành với con kia ồ được thế nhưng tiết mộng giao lại ngăn cản nhóc con ngươi đừng mang theo sự si tình ngốc nghếch này mà lún sâu vào con đường xe lệch đằng sau bảo vật ở khu trong cùng của lục hợp cấm khu đều có liên kết với nhau một khi luyện hóa sau này chắc chắn sẽ phải trả cái giá rất lớn nếu không phải trong tình huống đặc biệt cần thiết ngươi đừng mạo hiểm luyện hóa minh vong cười cho xong chuyện ha 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 lần đầu tiên ta biết loại chuyện này thật sự xin lỗi tần nam đưa ra đề nghị nếu đã không cần luyện hóa cái cột màu tím này vậy bây giờ chúng ta tới thiên môn thôi tiết mộng giao lập tức đồng ý sau đó nhớ ra chuyện gì cô ta liền hỏi đúng rồi trên đường các ngươi tới đây có gặp người của phích thiên cổ giáo không Tần Nam đáp lại, có một người bạn của ta, rất có khả năng đã bị bọn họ đoạt xá. Tiết Mộng Giao vuốt cầm suy nghĩ, đoạt xá ư? Ta tới đây từ rất sớm phát hiện phích thiên cổ giáo, chắc đang âm mưu một chuyện lớn. Thế rồi cả hai đứa cùng nhau đưa mắt nhìn lên trên chỗ thiên môn, lúc này đang tỏa ra những dao động kỳ lạ. Bất ngờ, Tiết Mộng Giao nắm lấy tay Tần Nam rồi nói, ta đưa người qua đó. Tần Nam bị nữ nhân này chủ động nắm tay, khiến cho hắn đần hết cả mặt ra. Tiết Mộng Giao giải thích với Tần Nam, như vậy sẽ nhanh hơn. Nói rồi, thân ảnh của hai người lập tức xuất hiện trước cổng Thiên Môn. Tiết Mộng do vui vẻ thông báo với Tần Nam, tới rồi. Tần Nam lúc này cảm thấy ngại ngùng, khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên vì thẹn miệng hắn bất giác kêu lên, ồ, ồ. Sau đó, hắn thu tay về rồi nghĩ, bây giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện vật vánh đó. Đột nhiên, bên trong thiên môn phát ra những tiếng ầm ầm. Minh Vong lên tiếng, cũng không biết trong thiên môn này rốt cuộc cất giấu trí bảo cỡ nào. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!